บมาปีก็คนหนุ่มเฮาโบราณที่ตีนกระแบซึ่งก็พี่มีดีกินแหล่ตัวชึกก็หนาพิกตากันที่แหล่มันนี่ก็มือสามข้างบนสามที่แหล่ก็ปีชิบสองบืนปีแล้วก็เฮ้ยเราก็ต้องไปตัวชึกน้ำฮอตตัวฮอตตีนฮอตก็เอ็มฮอตก็แต่เจ้าจะหลายมากเช่นเขาเพิ่งไปตรวจพวกเขาเราง่ายเราได้มีเด็กเกี่ยนได้มุกกะลุงมุกคุ้งมุกซื้อกันนั้นเช่นตอนนี้ก็ดูแลเฮิร์นตีนเขาก็ได้ตรวจรึเปล่าแน่นแล้วเฮิร์นเราก็มีเด็กเกี่ยนมุกกะลุงกะป้าเขียนเฮียนรึเปล่าเจ็บจืดพี่เขาเป็นแก่ได้ไม่จูเดาเช่นไรเขาก็ยังมุกเต่ากะลุงมุกคุ้งมุกซื้อที่แค่มากก็พอเจอของเจอง่ายหรอที่ก็รู้ร้านติ้งกาดูร้านให้ตีนเท่าจับร้านก็ยังตอมกันตัวชึกเพื่อเขาง่ายไปนี่เราสิก็rất là giòn จุ่มกินจุ่มมูลมูลมาร้านที่เราหม้องก้องหนังร้านก็ที่นี่ใครขึ้นเถาก็เถาไปขึ้นแก่แก่ไปนั่นแหละเขาก็ไปไล่บาดไล่เมืองมาที่ได้เหรอเต้ปีนี้ไปcó thể hàng pí hoặc là xong pí tơ nưng thế này hao cho khé hà cắn mà po nà pí tà cắn sưng mini thế này hao ai hở khát sàn cắn đoàn kết po nà cắn là cắn xó cắn ta hao có những hũ cắn hũ pí hũ nong hũ ải hũ êm thế này khai khám tô để cho chung mừng hở một êm ở một ai một ý tiếng cá một nung mà lan tiếng cá này mới nà á có đó cứ hào kịch bán mình nhân thảo ké เขาก็ให้สั่งกันที่ไหนก็ให้ที่พินดูร้านตรงตากกลางมือกลางตีนโบดูร้านเขาเอาแพงแต่กลางสอยร้างที่เราสอจุ้มมือหั่นติ๊กกะเขาจุ้มมือนอกcụ cao tuổi nhất mọi người ạ, đây cụ bà nhà mình là cao tuổi nhất này, đây là chỉ là, đây là các con của các cụ thôi, đây là đời thứ hai các con đó.Thì hôm nay thì mấy anh em là mời về hết đây dòng họ Nùng là con cháu nhà cụ Tiên đó, thì hôm nay tổ chức tại nhà bố mẹ nhà ông Hòa Mên là con cháu đời thứ ba thứ tư là hôm nay là gặp mặt ở đây. Em chờ ấy bưng ra ấy ẩu cần thăm kiến nữa đây. Đó. Mình sẽ lưu giữ lại mọi hình ảnhsẽ phát hành một cái video để sau này đời con cháu mình xem lại. Mình đến đời mình là đời thứ ba rồi mọi người ạ. Hôm nay mình tổ chức thì cũng khá là đông anh em dòng họ bên nội bên ngoại. Hôm nay thì mình cũng tổ chức đấy, kia là cụ cao tuổi nhất là bên dòng họ nhà cụ Tiên ấy, thì có 9 anh em thì các cụ thì mất hết rồi mọi người ạ, thì còn một cụ ở bên Núi Trải nữa thôi, còn cụ này là cụ bên ngoài. Đó, các bà thì gia đình cũng có nhiều gia đình là có không có việc ấy, không đến được hết.
con cháu nhà cụ, con cháu của cụ tiên đấy, là cụ tổ nhà mình ấy đấy. Ông mày áo đen là ông bác cả rồi. Biết đâu số chiếc bàn đang được cắn nó nhó cái này hả? Nó kiểu số hao hụt cắn nó. Đây mâm dưới sàn này là toàn là con cháu này, con cháu đời thứ ba. Đây, tập trung hết vào đây rồi. Lưu lại thì chắc chắn là đời thứ tư là chắc chắn là sẽ quen nhau hết rồi mọi người. Đấy. Hôm nay có món rất là ngon. Đây toàn mấy anh em nhà mình hết này. Nào lưu lại khoảnh khắc tí nào đấy. Mặt mũi đi nào. Anh Tứ hôm nay không được đổi chén nữa nhá. Đang kiêng không được đổi chén nhau, tí máu lên đổi chén thì. Hai năm tư. Có cả 25, có cả 21 hay sao? 21 25 tư nguyên. Anh quay tí đã để lưu lại. Nào anh em du cái nào. 1, 2, 3 du. 2, 3 du. 2, 5 du. 1, 2, 3 du. 2, 3 du. 2, 3 du. Tao cũng đang tà hào lúc nắng mày cái niệm 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 mày cái mày đồ lán hết tiền à, phía nào mà nỉ? Đồ lán hết tiền à? Bà thoát nữa còn chưa sang nhỉ? Nào. Đồ lán hết tiền à, phía nào ơi? Cái này tí nắng thôi nha, tí nắng thôi cái này. Ao lầu ơi. Hãy
quay hết anh em. Quay mít. Lung lan, lung lan. Anh em ơi. Nét rồi. Nét canh nhỉ. Anh em mới được canh biết rồi. Anh quanh khơi như thế này. Thế mà mới lỏ. Anh em mày nó chuẩn nét đấy. Nếu không là anh em ra 25 vô đi. Cho anh để cho anh cũng biết không. Ăn uống từ từ thôi nhá. một mũ pin nọ hao mũ cắn cây đu lan nọ mũ thứ sáu mát này mũ một gốc hao oklama cơ bản hơn tiền thôi cơ bản hơn tiền này chú có lời một gốc oklama để trừ nếu lời trừ hơn tiền này chú có lời hao về mũ cây ải cái gió tố kiểu sửa chú mũ lan mũ trên này một gốc hao đó dùng văn cầu là phụ tổ đó trên là om á đấy xong xong hay là ai cũng chứ xong thôi cũng mừng văn xong để co phú mến cũng cảm ơn đó ông mừng văn sam để ai cũng hao đi hoặc là ai thảo hao đi đó thế này ông mừng văn sam để nguồn gốc để chú mướn tang thì thôi đấy hao này có drama đó trên là có phụ nguồn gốc chú mướn tang trên là mê bà cụ để chư là thế lo gì don một gốc là ó bản giáp kính vân tài má xá kim hoàng má đấy thế là má má thấy các cái lại đâu má thấy tuổi 16 thế này chú má để má giáp kim làm nó đúng hơn là đúng hơn là cú nước này cú dùng sinh này cú cú lấy nắn có chú nắn trên là ải cú cào đi em mới làm nhà bảo em làm á em ra là chú mất tài thôi các bạn cú cào đi trên này em ra là họ tuổi 18 trên này ải cú này nhắc bắt bay mấy nhìn phải mất qua kho con để bắt bay chú đi trên này có lại cú cái lời ma lên nó ma tiền bạc vỗ tay tại đâu đó thế ông tại đâu đó xin này đang có mấy này nhưng gốc đứng tôi phải mất đặt tiền để tiêu khét để ra tiền tiêu khét tiền đấy tiền xám xin này sáu cái ba đồng là hơn tiền hơn tiền xin là ra tiền phải vẫn giúp cái lời xin là ra tiền để chính là em đi kiếm cái lo nữa làm cái kiếm là em đi xuống ăn thế này thầy em mình bỏ ra ăn còn biết gì đâu thế này thao là này chết chút đấy đi thôi thế này tiếp tục hoặc là ra đón thế này chưa được cái tem tiền là tem nó mau ra đón bỏ lúc khai thay đó em lúc khai thay đó tôi sửa quạt vậy thôi và thì tôi là đừng lo tôi miết lo mất chi gì xin là không là có họ là co phú nguyễn chỉ là cái chưa cái hèm co phú nguyễn này co phú ung thúng này đấy con chưa cái hèm đấy xin này tiếp tục mới là họ là ra đi cái ra họ mới xin này em chỉ tiến lương mạng đi tiến thì phải sau khi non thôi để cứ như là phải học một cái để biết cái đó hay dùng những cái tiến lương mạng hay đôi là nhanh đấy cái này tiếp tục mà một bò nhà thầu ấy cú đi lắm xin chưa là thêm mình trên thì họ tiếp tục mà
Get up, get up.